Mình lên đó mình ở được không? Dạ không, đó là ngôi sao mà nó phát quang mạnh đen, nó phải nóng rồi. Trương Thành ơi, con có ý kiến. Sao có ý kiến gì con? Dùng trái đất là dùng sống được, chứ dùng mấy hành tinh kia là không có sống được. Có Clipper 22B mà. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Về chơi rồi, quyết đi thôi. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Đố con, mùa đông suối nước nóng có bị đóng băng không? Nước nóng sao đóng băng nữa? Chính xác. Nhà của con có 8 người, trong đó 1 phần nửa sẽ là nam. Và 1 phần nửa người nam đó thì sẽ cao hơn 30 tuổi. Hỏi nhà con có bao nhiêu người nam ít hơn 30 tuổi? 2 người. Chính xác. Vậy còn nhà con có bao nhiêu người nữ? Dạ cũng khá nhiều. Không, trong câu hỏi đó đó con. Chú hỏi nhà của con. Chú hỏi trong câu hỏi nãy đó. Có 4 người nữ. Lên. Bạn Tý uống Frisbee vào giờ ra chơi. Bạn Tèo uống Frisbee vào lúc đi bơi. Bạn Tú uống Frisbee vào lúc xem TV. Vậy đố con bạn nào uống đúng giờ nhất? Lúc nào cũng được. Lên. Con ơi, một cái con chim non á, nó phải ăn 4 lần trong một ngày. Mà mỗi lần con chim mẹ bắt nó ăn 7 con sâu. Vậy đố con một ngày con chim mẹ phải đi bắt ít nhất là bao nhiêu con sâu về cho nó ăn? Nếu mà cộng 2 số 10 vốn lại với nhau thì thành 28. Chính xác. Hoàng hôn trên sao Hỏa có màu gì, đỏ, xanh lam hay là màu vàng? Xanh lam. Trời ơi. Chính xác. Trời ơi. Vậy sao Hỏa có bao nhiêu mặt trăng con? Dạ, 2, một là Deimos và 2 là Phobos. Wow. Chính xác luôn. Wow. Sao Diêm Vương nằm trong vành đai nào con? Dạ, vành đai Cooper. Chính xác luôn. Kỳ phương bị thủ rồi. Không cần ABC thấy ghét không? Con, sao Diêm Vương thì nó nằm trong vành đai của Cooper. Vậy còn sao Hải Vương với sao Thiên Vương nằm đâu? Dạ, nằm sau sao Mộc với sao Thổ. Trong 4 cái đó cái nào lớn nhất? Sao Mộc lớn nhất. Sao Mộc nó có phải là lớn nhất luôn so với nguyên cái dãy thiên hà không? Không, bởi vì còn có một ngôi sao nữa tên là U-Y-S-Q-T. U-Y-S-Q-T, U-Y-S-Q-T. Nó to, con không tin nổi. Mình lên đó mình ở được không? Dạ, không, đó là ngôi sao mà nó phát quang mạnh đen, nó phải nóng rồi. Trương Thành ơi, con có ý kiến. Sao có ý kiến gì con? Dùng trái đất là dùng sống được, chứ dùng mấy hành tinh kia là không có sống được. Có Clipper 22B mà. Đó là cái gì con? Clipper 22B nằm trong hệ Clipper, cách 600 năm ánh sáng về phía trái đất. Thì nó có nước, không khí và ánh sáng. Có nước, không khí và ánh sáng ở trên đó luôn? Thì đúng mà. Thì ai nói sai đâu. Chưa bao giờ tụi mình thấy mình ngu. Em đần người luôn, em không biết gì. Thật sự luôn. Gục mặt á. Đồ tiếp đi chú. Đồ tiếp đi chú. Thôi. Cháu nó rầy anh rồi kìa. Cản anh lỡ chứ để cháu nó rầy. Hai đứa này thiệt. Con ơi, bây giờ An gọi điện thoại cho Na nói chuyện điện thoại. Bên An 8 giờ sáng. Là sao bên con Na nó nói giờ 8 giờ tối mà? Có lẽ là nhà của anh Nam ở bên phần tối, còn nhà của anh ở bên phần sáng. Phần sáng là phần nào, phần tối là phần nào? Dạ, phần sáng là phần hướng về phía mặt trời, còn phần tối thì không hướng về phía mặt trời. Lên luôn. Quá siêu. Đúng là nó sôi sáng giải ngân hà thiệt, chứ bây giờ nói cái gì nữa. Con ở trong hệ mặt trời, hành tinh nào được gọi là anh em sinh đôi với trái đất? Đó chính là sao Kim. Lên. 10 câu. Kỳ phương đi thủ rồi. Con đã thắng 10 câu, chúc mừng con. Thưa quý vị, bây giờ con tôi hai đứa nó giỏi quá. Phải phân cao thấp thôi. Một câu hỏi phụ, ai trả lời nhanh người đó chiến thắng. Được không? Hai bạn chú ý tập trung nha. Có một căn phòng chỉ có hai cái cửa thoát thôi. Cửa đầu tiên được làm từ kính lúp, thì khi ánh sáng mặt trời mà chiếu qua nó sẽ đốt cháy bất cứ một cái thứ gì bước qua nó. Cửa thứ hai có một con rồng phun lửa đó. Lửa của nó có nhiệt độ nóng, có thể đốt cháy bất cứ cái gì. Đố con. What? Tôi đố có hai con, tôi đố cái gì? Trên đời này đâu có rồng.
Đợi con đố cái gì? Dạ cả hai, tại vì đợi tính tối rồi có thể đi qua cánh cửa thứ nhất, với lại trên đời này không có rồng. Ai đặt mấy cái câu hỏi mà hỏi xong chưa kịp nói câu hỏi mà nó biết luôn câu hỏi và lẫn câu trả lời vậy? Tôi đề nghị ban biên tập thì nên tự quay lại bản thân mình. Hỏi câu kế tiếp. Lại thêm một câu hỏi nữa. Trong một ngôi nhà một tầng, nhà nó sơn màu hồng, cái bể cá màu hồng, tường màu hồng, máy tính màu hồng, bàn màu hồng, ghế màu hồng, giường màu hồng, hỏi cầu thang màu gì? Mời con. Màu gì cũng được. Con có câu trả lời không? Hình như là màu hồng. Cũng màu hồng phải không? Ha, cả hai đứa đều sai. Cho mình đọc. Nhà có một tầng làm gì có cầu thang? Sợ tôi chưa? Biên tập của Nhanh Như Chớp Nhi đó. Đâu có giỡn với người ta được. Một đều biên tập với các cháu nha. Một con ngựa đầu tiên chạy 1 phút được 1 vòng. Con ngựa thứ hai chạy 1 phút được tới 2 vòng. Đố con, sau khi người ta nói xuất phát, bao nhiêu phút thì nó sẽ gặp nhau tại đây? 1 phút. 1 phút vì sao? Vì con thứ nhất á mới chạy được nửa vòng là con thứ hai đã chạy được 1 vòng. Sau rồi đó nó chạy thêm nửa vòng nữa là con số 2 chạy được thêm 1 vòng nữa. Chúc mừng con trai xuất sắc, an thịnh thắng. Mà giỏi thiệt sự luôn, giải thích hợp lý, thuyết phục luôn. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt.